Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất vui được quay trở lại để hội chuyện cùng quý vị trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, cùng với chúng tôi vẫn là bình luận gia quen thuộc Nguyễn Kim Bình. Xin anh Bình gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, nội dung của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi nó sẽ có ba cái chủ đề mà chúng tôi xin được vắn tắt giới thiệu để cho quý vị tiện cái phần theo dõi của mình. Đầu tiên là chúng ta vẫn cập nhật cái tin tức liên quan tới Ukraine. Vốn chúng ta đã biết là trong gần 2 tháng vừa qua đó thì đã có rất nhiều cái cuộc chiến nổ ra và bên Ukraine họ cũng đã mở ra một số những cuộc phản công. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn là những cuộc phản công thăm dò để tiếp tục tìm những cái điểm yếu trong cái hệ thống phòng ngự của Nga. Là vì cái lực lượng mà dự bị của họ đó cho đến ngày hôm nay mười mấy lữ đoàn vẫn chưa thực sự ra quân. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và trình bày đến một số những cái tin tức mới nhất đến cho quý khán giả. Cái chủ điểm thứ hai mà tôi cho rằng quan trọng nhất trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó là liên quan tới cái hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức ở tại Lithuania, và nó đã có một số những cái động thái mà chúng ta có thể ghi nhận được ở tại cái cuộc họp thượng đỉnh này, và đồng thời qua đó chúng ta tự tìm hiểu xem là cái thế và lực của NATO đối với lại khu vực ở châu Âu đó nó đã được định hình như thế nào, và đồng thời nó có cái tham vọng vươn ra ở cái vùng châu Á Thái Bình Dương hay không. Đó là cái điểm mà chúng ta muốn chia sẻ. Và sau cùng, kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ nói đến cái kết quả của cái cuộc bầu cử thủ tướng của Thái. Hạ viện Thái họ đã có tổ chức một cuộc bầu cử cách nay 3 tuần, và đương nhiên là sau đó thì đã có rất nhiều những cái cuộc thảo luận thương thảo giữa các đảng phái với nhau, và cho đến cái cuộc bầu cử thủ tướng vào cái hôm thứ tư vừa qua thì nó đã có một số những kết quả mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bây giờ xin quay trở lại để nói về cái tình hình của Ukraine. Thì kính thưa quý khán giả, trước tiên là chúng ta muốn cập nhật xem là cái cuộc phản công của Ukraine đối với lại cái hệ thống phòng ngự của Nga trong 1-2 tuần lễ vừa qua nó có những cái bước tiến triển gì hay không. Thì đến đây thì tôi xin mời anh Bình có thể cập nhật đến quý khán giả một số những tin tức. Xin mời anh. Đây là mặt trận trong tuần qua, thì như mọi người có thể thấy từ bản đồ của cơ quan Institute for the Study of War, một cái viện nghiên cứu bất vụ lợi và vẫn theo dõi cái tình hình chiến sự mỗi ngày, thì nó bản đồ nó nhìn chung không có gì thay đổi lớn. Các mũi nhọn là vẫn bên phía Ukraine, họ chưa có chọc thủng được cái chỗ nào mà nghiêm trọng đó. Và cái hàng rào phòng thủ Nga phải công nhận sau hơn 1 tháng vẫn còn cầm cự được, cho dù là họ bị thiệt hại cũng nhiều lắm. Trong tuần vừa rồi đó thì có một cái thiệt hại lớn nhất của Nga mà nó nổi bật nhất là không phải là trên chiến trường mà là sau cái hậu cần. Bộ tư lệnh hành quân của Nga họ bị pháo kích vô ở trong thành phố Berdyansk, là một thành phố ở biển, mà lại bị hỏa tiễn của Ukraine pháo kích vô, và bên Nga bị mất một tướng, đó là trung tướng Sokov. Ông này đang là phó tư lệnh của cái mặt trận quân khu miền Nam của Nga, là cái quân khu mà chịu trách nhiệm cả cái mặt trận, và bị mất một phó tư lệnh, tức là một mà ở cái cấp trung tướng là cũng một chuyện nghiêm trọng đó. Để so sánh đó, thì trong suốt cuộc chiến ở Iraq hay là Afghanistan thì bên phía Mỹ chưa bao giờ bị mất trung tướng nào, và kể cả Nga trong 10 năm ở Afghanistan là cũng không mất một tướng nào cao cấp như vậy. Mà ở Ukraine đó, thì trong 11 gần 1,5 năm vừa rồi họ cũng mất khoảng chừng mười mấy tướng rồi. Là đây là cái vấn đề nghiêm trọng của Nga, và cái chuyện nó xảy ra ông này ông phải chết vì lạc đạn ở ngoài tiền tuyến, mà lại đang ở trong một cái khu, cái bộ chỉ huy sâu đằng sau mặt trận ở bờ biển đó, thành phố Berdyansk, mà lại bị pháo kích vô, thì làm cho tất cả các tướng của Nga ở Ukraine bây giờ họ ngán, không biết là nghĩa là họ phải lo cái chuyện mà an toàn cá nhân của mình. Chứng tỏ là phòng không của Nga nó có vấn đề, và tình báo của Nga cũng có vấn đề, là thứ nhất bị lộ cái địa điểm, và thứ nhì là lúc mà họ bắn tới thì phòng không không có cản được. Đi vô chi tiết á, thì đây là cái mặt trận miền Đông. Cho đến hiện giờ có 4 trận chiến, có 4 vụ đụng độ lớn ở dọc theo cái mặt trận miền Đông,
và Bakhmut vẫn là cái mũi nhọn, cái chỗ mà đụng độ lớn nhất hiện giờ. Trong tuần vừa rồi, bên phía quân đội Ukraine họ nói là họ đã đẩy sâu vô ở riêng cái mặt trận ở Bakhmut. Họ nói là họ đang tiến quân ở hai cánh phía bắc và phía nam của thành phố, và họ nói cái mục tiêu của họ bây giờ không phải là cái chuyện mà ở riêng cái vùng Bakhmut này, không nhất thiết là chuyện là chiếm đất, mà là họ muốn cô lập, bao vây cái lực lượng Nga trong thành phố này. À, không ai biết chính xác còn bao nhiêu. Bên phía Ukraine họ ước lượng có thể còn khoảng chừng 50.000 quân, và nếu mà họ có thể tấn công hai phía, họ cắt đứt cái đường rút luôn á, thì bên Nga sẽ có vấn đề lớn. Cũng có thể là Ukraine họ hù trước như vậy để cho Nga rút ra sớm để họ khỏi phải đánh. Thì trong trường hợp nào nữa thì bên phía Ukraine bây giờ đang dồn nỗ lực vào cái mặt trận Bakhmut, và họ sẽ đánh trên hai mũi phía bắc và phía nam nếu mà họ có thể bao vây được. Nếu mà họ có thể họ chập phủng được hai cái, một trong hai phòng tuyến này thì bên Nga sẽ tự động rút thôi trước khi mà bị bao vây. Thì đó là cái tình hình chiến sự trong tuần vừa rồi. Anh có thêm tin tức gì về cái ông tướng Popov mà hiện nay là chỉ huy trưởng của cái mặt trận ở Zaporizhia không anh? Thiếu tướng Popov thì ông là tư lệnh một một những cái quân đoàn của Nga. Một quân đoàn thì bây giờ chắc còn là khoảng chừng 30-40 ngàn quân. Thì trong tuần vừa rồi ông cũng mới bị cách chức, là vì trước khi bị cách chức thì ông có phê bình bộ quốc phòng Nga những cái lỗi lầm. Cái giọng nói chuyện đó thì giống như là cái lập luận của ông Prigozhin trước khi mà nổi loạn, nhưng mà ông không có nói mạnh như Prigozhin thôi, ông chỉ phê bình. Thì phê bình như vậy sau đó bị cách chức liền. Trong cái hệ thống quân ngũ, thật ra thì bất cứ tướng nào, cho dù ở nước nào nó mà dám phê bình thượng cấp như vậy, cho dù bất mãn ở đâu nữa mà phê bình thượng cấp như vậy thì trước sau cũng phải đi thôi. Thành ra ông đã bị cách chức. Và nhưng còn một tướng khác thì đó là ông Suokin đó, thì trong tuần vừa rồi cũng chưa xuất hiện, và cũng chưa ai biết được ông này ở đâu. À, thì đó là cái tình hình của các tướng Nga. Và thưa quý khán giả, chúng ta đều biết đó là cho đến tuần vừa rồi đó thì qua một số những cái bản tin ở bên Âu Châu của các quốc gia đó thì Nga họ đã chính thức công bố đó là 5 ngày sau khi mà có cái cuộc binh biến đó thì ông Putin đã gặp ông Prigozhin cũng như là cái bộ phận mà gọi là tư lệnh của ông ta ở tại Moscow. Thì cái việc này đó nó cũng khá là lạ và nó cũng khiến cho một số các nhà quan sát đã cũng đặt một số những cái câu hỏi liên quan tới cái thái độ của ông Putin đối với lại cái lực lượng Wagner ngày hôm nay. Và đồng thời đó thì theo như là cái bản tin của tờ báo Liberation của Pháp đó thì người ta cho biết đó là ông Prigozhin sau cái phiên họp đó đó thì đã bị giữ lại ở tại Moscow. Thì cái việc này đó nó chưa có rõ ngã ngũ như thế nào, nhưng mà đến đây đó thì tôi muốn dừng lại để mời anh Bình cho biết là cái từ khi có cuộc binh biến của lãnh tụ của Wagner cho đến ngày hôm nay đó thì nó đã có một số những cái chuyện mà trong lần trước chúng ta cũng đã chia sẻ để thấy được là cái mối liên hệ giữa Putin và Prigozhin đó nó còn khá nhiều những cái vấn đề phức tạp, và bên cạnh đó đó hẳn là nó có một số những cái mối liên hệ nào khác nữa khiến cho cái việc mà ông Putin có cái hành động đối với lại cái lực lượng Wagner đó nó đã có một số những cái chi tiết khá là mâu thuẫn qua những cái điều mà ông ta đã tuyên bố ngay sau khi có cái cuộc binh biến. Thì anh Bình nghĩ như thế nào về cái sự kiện này, thưa anh? Đã 3 tuần sau ngày mà cái vụ binh biến đó, từ ngày 24 tháng 6 cho đến hôm nay là 3 tuần. Và ông Prigozhin thì trước đây cứ vài ngày lỏng lên trên mạng xã hội và ông loan tin về tình hình chiến sự và đủ mọi thứ, mà trong 3 tuần vừa rồi biến mất. Cho nên đó là cái bí ẩn đầu tiên. Bên phía Belarus thì tổng thống Belarus ông cũng có nói là Prigozhin có đến Belarus sau cuộc binh biến đó. Rồi khoảng 1 tuần sau thì ông lại nói là Prigozhin trở về Nga rồi. Thì đó là cái thông báo của Tổng thống Belarus. Hiện giờ có trở về Belarus hay không thì họ không có xác nhận. Cái tin mà có cái buổi họp ở Moscow đó là do bên phía truyền hình Nga họ thông báo ra. Họ nói là Prigozhin và 30 mấy người lãnh đạo Wagner đã đi vô Điện Kremlin nói chuyện, có buổi họp với lại Putin. Thì cái chuyện này nó cũng, nếu nó thật đó, thì nó là cái chuyện hy hữu lắm. Sau vụ nổi loạn mà Prigozhin còn dám kéo quân về, kéo 30 mấy người vô họp.
Theo đài truyền hình ở Nga, họ nói là sau buổi họp này thì Prigozhin và các chỉ huy Wagner tiếp tục tuyên bố là sẽ trung thành với Putin, hứa là vẫn ủng hộ cuộc chiến. Đó là cái bản cái câu chuyện của bên đài truyền hình Nga họ kể. Còn bên phía Wagner đó thì họ có cái trang mạng riêng của họ, nhưng họ cái trang mạng nó cũng im lặng, không nói gì về chuyện này. Và trong 3 tuần vừa rồi Prigozhin ở đâu ngoài việc, cho nên là còn nhiều cái bí ẩn cho cái vụ này. Tin mới nhất á, là vào sáng ngày 13 tháng 7 có một số cái tin trên mạng xã hội ở bên Nga cho biết là có một cái đoàn xe chở quân của Wagner nhưng mà mang cái bảng số xe từ bên Belarus, và một cái đoàn xe đang tiến về hướng Moscow, nhưng mà cũng có thể là họ đang trên đường đi qua Belarus và chỉ đi chung một con đường đó thôi. Chúng ta có thể đây là cái một cái mà tức là một số cái đơn vị mà vẫn còn trung thành cho Prigozhin được di tản qua bên Belarus. Và cho đến ngày hôm nay đó thì theo như chúng ta được biết đó thì là cái lực lượng mà Wagner đó ở tại cái chiến trường Ukraine đó thì họ đã bàn giao các cái vũ khí nặng với xe tăng hay là trực thăng vân vân hoặc là mấy cái pháo đó cho quân đội của bên Nga. Cái sự việc này nó như thế nào? Anh có thêm được tin tức gì liên quan tới cái chuyện này hay không? Nói một cách khác thì lực lượng Wagner hiện giờ họ có còn tham chiến ở tại cái chiến trường Ukraine nữa hay không? Không thấy có dấu hiệu gì hết. Một là họ bị sáp nhập hay những cái đơn vị lẻ, ra không có còn những cái đại đơn vị mà mang tên Wagner. Hai là chính những cái đơn vị đó hiện giờ đang bị cô lập ở bên Ukraine. Riêng tại Bakhmut thì không 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 còn là cái chủ lực ở Bakhmut. Và có hai cái tin tức nữa mà trong tuần vừa qua chúng ta cũng ghi nhận được. Và đây có thể nó là một trong những cái yếu tố có thể làm thay đổi cái cán cân về mặt quân sự ngày hôm nay. Đó là việc đầu tiên là chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức thông báo là sẽ cung cấp cái loại cluster bomb, tức là bom chùm đó cho Ukraine. Và cái thứ hai đó là chính ông Tổng thống Macron của Pháp đó cũng sẽ hứa là sẽ cung cấp các cái loại hỏa tiễn hành trình mà tầm xa, tức là cái tầm bắn của nó vào khoảng 260 cây số cho Ukraine. Thì đây nó là hai cái sự kiện nữa liên quan tới cái mặt quân sự mà qua cái tin tức này đó thì anh mình có thể cho biết là điều đó nó có thể làm thay đổi gì cái cán cân về mặt quân sự đối với lại giữa Ukraine và Nga hay không? Cái bom chùm thì quan trọng, hỏa tiễn của Pháp thì cái con số nó cũng không có nhiều, và nó cũng là một cái phiên bản của Storm Shadow của Anh, mà Anh thì đã viện trợ cho Ukraine từ lâu rồi, bây giờ đến phiên Pháp như họ làm tròn một phần vậy thôi. Riêng cái loại bom chùm thì phải nói là đây là một cái loại vũ khí nó rất là nhiều tổ chức, hầu với những cái tổ chức mà gọi là bảo vệ cho những quyền nạn nhân trong cuộc chiến, họ đã lên án cái loại vũ khí này, nó dã man lắm chứ phải không. Tại vì cái sức công phá của nó ghê lắm. Ở Việt Nam mình đã từng trải qua cái chuyện bom chùm, nó nổ hàng loạt ra thì nó giết nhiều quân, nó giết người không nói gì mà nó làm cho người ta bị cụt tay cụt chân cũng nhiều nữa. Rồi cái hậu quả thứ ba đó, tuy nhiên cái loại bom chùm này nó chỉ được dùng trong những cái vùng mà cái sức công phá nó ghê quá, thành ra trong những cái cuộc chiến mà ở trong thành phố chẳng hạn, giữa những đơn vị nhỏ nữa mà dùng cái đó thì dễ chết những người dân thường rồi, nhưng mà cái hậu quả lâu dài của nó là vì nó là bom chùm, thành nó không có bảo đảm là nó nổ hết, và thường thường cỡ 5 hay 10% cái số bom đó nó không nổ được, nó nằm ở đó, cho nên nó lại là trở thành một cái họa cho những người dân sau này. Vì vậy cho nên rất nhiều cái tổ chức trên thế giới họ đã lên án cái này, và Mỹ thì đó là lý do mà Mỹ không thể viện trợ cho Ukraine trong một năm vừa rồi, nhưng đến bây giờ có lẽ họ nghĩ là tình hình như bây giờ nó bên Ukraine cần thiệt. Mục đích của bom chùm là gì? Là để về mặt trên mặt trận Ukraine á, nếu dùng á, là để làm gì, là để gọi là họ muốn flush những cái lực lượng phòng thủ của Nga ra khỏi những cái công sự, vì quá nhiều nằm dưới công sự, súng bắn không ta không được, cho nên họ dùng bom chùm để họ gọi là họ đào xới những công sự lên, thì nó cái này nó sẽ thay đổi cái, nó sẽ có ảnh hưởng cái cuộc chiến, ảnh hưởng lớn. Và cái điều mà anh Bình vừa mới nói đó thì thưa quý khán giả chúng ta cũng biết đó là Nga đã thực sự sử dụng cái loại này từ lâu rồi trong cái chiến trường ở tại Ukraine.
Và chính Nga là cái nơi, là cái quốc gia mà đã sử dụng nó trên các thành phố của Ukraine, và là dĩ nhiên cái tổn thất về mặt nhân mạng đối với lại người thường dân thì rất là cao. Và giống như anh Bình nói chính xác đó, là Hoa Kỳ đã rất là đắn đo trong cái việc mà cung cấp cái loại vũ khí này. Để nói thêm đó là hiện nay trên thế giới đã có 120 quốc gia đã ký kết vào trong một cái thỏa thuận gọi là Oslo đó, để mà đình chỉ không có sử dụng các loại vũ khí này nữa. Tuy nhiên, Nga, Ukraine và Hoa Kỳ thì không nằm ở trong cái thỏa thuận Oslo này. Đối với lại Hoa Kỳ đó, thì chính ông Tổng thống Biden ông đã nói đó, đây nó là một trong những cái điều mà khiến cho chính phủ Hoa Kỳ rất là đắn đo. Nhưng mà đã đến lúc mà cần phải cung cấp cho Ukraine. Vì mặt chiến thuật mà nói đó, thì đây nó là một cái loại vũ khí có thể giúp giải quyết một số vấn đề ở trên cái chiến trường mà hiện giờ trong cái việc mà phản công của Ukraine đó, họ đã bị chậm lại rất nhiều. Cái lý do chính là vì trên một cái mặt trận rất là lớn, hàng bao nhiêu cây số vuông đó, thì Nga đã đặt mìn ở rất nhiều ở những cái nơi này. Cho nên cái việc tiến công của Ukraine đã gặp trở ngại, chậm lại. Và vì vậy cho nên nếu ngay cả sử dụng bom chùm cũng có thể giải quyết được một số các cái vùng lãnh thổ mà có mìn, có thể nó nổ bom đó và nó đồng thời nó cũng giải quyết luôn một cái mìn Là phá mà mìn đang chôn ở cái nơi đó, thì có thể nó giúp một phần nào cho cái chuyện mà Ukraine có thể mở ra được một số những cái hướng tiến công mới. Đây nó là một cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng là nó có thể giống như anh Bình nói đó, giúp cho Ukraine có thể giải quyết được cái nhu cầu về mặt chiến thuật. Và cũng giống như chính Tổng thống Biden đã nói đó, đây nó chỉ là cái giải pháp tạm thời, cho nên chúng ta cũng không rõ là trong thời gian sắp tới thì cái việc mà có thêm những cái loại vũ khí mới như thế này đó, nó sẽ giúp gì thêm được cho Ukraine. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó, thì giống như cái phần tường trình lúc ban đầu của chúng tôi đó, thì các bước tiến của Ukraine đó tương đối nó khá chậm, phần lớn là nó nằm ở phía nam và một vài cái địa điểm, đặc biệt là các cái nơi mà gọi là hậu cần đó, của Nga đó, thì đã bị pháo nhiều. Và trong tuần vừa qua đã có khá nhiều những cái có thể nói ra là những cái nơi mà trữ bom cũng như là hỏa tiễn vân vân đó, trữ vũ khí của Nga đó đã bị nổ. Thậm chí ngay cả cái cầu mà nối liền giữa Nga và Crimea đó cũng đã bị trúng pháo kích trong cái tuần vừa rồi. Thì tóm lại, kính thưa quý khán giả, cái mặt trận tại Ukraine ngày hôm nay đó, nó vẫn còn rất là khốc liệt. Một cái chi tiết nữa mà có lẽ đây nó cũng là một cái tin vui cho Ukraine, mà nhờ đến đây tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ, và phần nào nó cho thấy cái mối liên hệ giữa Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là trong cái tuần vừa qua đó, thì ông Tổng thống Zelensky đã sang bên Thổ Nhĩ Kỳ để gặp ông Tổng thống Ankara, tại Ankara. Và trong cái chuyến trở về đó, thì ông ta đã mang về được 5 cái vị tướng mà gọi là chỉ huy quan trọng, gọi là thuộc cái vùng Azov đó. Đây là những cái loại tướng mà trước đây đó, khi mà tấn công vào trong cái nhà máy đó, và họ đã cầm cự trong vòng nhiều tháng đó, thì cuối cùng đó, vì không còn viện trợ được nữa, vì tất cả cái hậu cần bị cắt, cho nên họ đã bị bắt làm tù binh. Và sau đó thì họ được gửi sang bên Thổ Nhĩ Kỳ. Thì vừa rồi nó đã có cái chuyến đi của ông Zelensky mà đã tạo ra cái tin vui, thì đến đây tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ cái chi tiết và có lẽ ảnh hưởng của nó liên quan tới cái mối liên hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong cái chuyện này, thưa anh. Nó chứng tỏ là Thổ Nhĩ Kỳ có cái vai trò quan trọng, có thể nói chuyện với hai bên, và trong tương lai nếu mà muốn chấm dứt chiến này có một cái giải pháp lâu dài không thể nào không có thổ được, thì cũng là một cái chiến thắng ngoại giao của ông Erdogan. Đây là một cái tuần lễ phải nói là thành công về ngoại giao. Ngoài cái chuyện này ra còn có một cái chuyến đi qua bên cuộc họp thượng đỉnh của NATO, chúng tôi mình sẽ nói thêm. Cho nên ông Erdogan, ông đã chuẩn bị sẵn. Đây là những cái quà đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Và cảm ơn cái chi tiết vừa rồi của anh. Thì tóm lại, thưa quý khán giả, liên quan tới cái cuộc chiến ở tại Ukraine, chắc chắn trong thời gian trước mặt nó sẽ còn rất nhiều những cái chuyển động nữa, và chúng tôi sẽ theo dõi sát và sẽ mang đến cho tất cả quý vị có liên hệ đến cái chuyện mà chúng ta sắp sửa nói đến, đó là cái cuộc họp thượng đỉnh của NATO ở tại Lithuania. Kính thưa quý khán giả, trong tuần vừa qua thì nguyên thủ quốc gia của 32 quốc gia cộng thêm 4 quốc gia được gọi là khách mời đó,
đã có mặt ở tại thủ đô của Lithuania để gặp gỡ nhau trong vòng mấy ngày, và từ đó nó đã có một số những cái quyết định liên hệ đến từ cái việc nhỏ, cái tình hình chiến sự hay là cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho đến cái chuyện lớn hơn là cái vị trí mới của NATO nó như thế nào. Thì đến đây thì tôi xin ngừng lại để tôi xin mời anh Bình chia sẻ những tin tức mới nhất liên quan tới cái cuộc họp thượng đỉnh ở tại NATO trong cái tuần vừa qua. Xin mời anh. Đây là cái cuộc họp thượng đỉnh hàng năm và là cuộc họp lần thượng đỉnh lần thứ nhì sau khi cuộc chiến đã bắt đầu. Tuy vậy chứ trong một năm rưỡi vừa rồi đó, những người lãnh đạo NATO này, hầu hết những nhà lãnh đạo cũng đã gặp nhau rất là nhiều cái diễn đàn, chắc cũng phải đến 5-6 lần rồi. Thì cái cuộc họp lần này so với cuộc họp thượng đỉnh năm ngoái, tuy nhiên là nó khá hơn, vì năm ngoái là cái lúc mà khẩn trương, mọi chuyện nó đang mọi người đang sửng sốt với cuộc chiến. Và trong cuộc họp thượng đỉnh năm ngoái đó thì ưu tiên số 1 vẫn là làm sao để mà giúp cho Ukraine sống sống qua được cái thời gian khó khăn nhất. Một năm sau rồi thì lần này nhìn lại thì cái trong cuộc họp này đó, nó có nhiều cái mục lớn hơn, lâu dài liên hệ đến tương lai của NATO nói chung, tương lai của Ukraine sau cuộc chiến này và tương lai của NATO. 2 ngày trước cuộc họp thượng đỉnh đó, thì nó có một cái tin bất ngờ là trong một cái deal rất là được thương lượng giữa Thổ Nhĩ Kỳ, NATO và Thụy Điển, thì Vương Thổ, ông Erdogan ông đồng ý, ông đã bay qua Lithuania trước gặp Thủ tướng Thụy Điển, Tổng thư ký của NATO, và ông đồng ý là không có phản đối chuyện Thụy Điển gia nhập NATO nữa. Như mình có tiên đoán khoảng chừng một tuần trước, trên chừng tuần trước, cứ nghĩ là Thổ sẽ làm khó dễ Thụy Điển sau cái vụ mà đốt cờ, đốt Kinh và muốn đòi thêm nhiều cái nhượng bộ bên Tây Phương. Thì ông Erdogan cũng khôn, sau đến giờ chó cũng quyết định là không còn, gọi là không có tống tiền bên bên Tây Phương nữa, mà ông đồng ý cho Thụy Điển gia nhập. Đổi lên những điều kiện gì thì 2 ngày sau đó ông Erdogan có cái buổi gặp riêng với là ông Biden. Nội cái buổi họp thượng đỉnh riêng này thôi nó cũng là một cái nhượng bộ lớn của Mỹ rồi. Và trước khi một buổi họp bắt đầu thì bên Mỹ thông báo là chính quyền Biden họ sẽ không có phản đối cái chuyện mà Thổ muốn mua máy bay F-16 của Mỹ. Đổi lại đó thì bên Thổ họ cũng không nhắc gì đến chuyện là họ sẽ mua hỏa tiễn S-400 của Nga nữa. Cho nên thực sự cái này đó thì hai bên nhượng bộ lẫn nhau. Vì bên lý do mà Mỹ không muốn bán cho Thổ máy bay cho Thổ là tại vì Thổ muốn dùng hỏa tiễn phòng không của Nga. Thành ra hai bên mỗi bên nhượng một bước. Riêng đối với Thụy Điển thì nhượng bộ gì với Thổ? Họ không có một cái nhượng bộ gì rõ ràng đó. Thụy Điển chỉ hứa là sẽ cộng tác với Thổ trong chuyện mà theo dõi những tổ chức mà bị tình nghi là khủng bố mà có hoạt động ở Thụy Điển, và chỉ hứa một cách mơ hồ vậy thôi chứ không có hứa trục xuất ai hết. Cho nên người ta nói cái này là cái nhượng bộ khá lớn của ông Erdogan. Lúc mấy ngày trước đó thì ông bắn tin ra, ông nói là muốn đặt cái điều kiện là nước Thổ phải được gia nhập vô trong cái Liên hiệp Âu Châu thì Thổ mới đồng ý cho Thụy Điển gia nhập của NATO. Nhưng rồi sau đó ông cũng rút lại cái điều kiện này. Cho nên có lẽ bên đối với Âu Châu đó thì ông Erdogan ông cũng biết được cái thực tế là sắp sửa đây ông sẽ cần rất là nhiều tiền của Âu Châu để mà tái thiết lại nước Thổ, cứu nguy kinh tế Thổ. Thành ra ông nhiệm vụ trước để mà lấy lòng hơn là ông làm cương lên như là ông đã làm năm vừa rồi. Thì với cái quyết định cho Thụy Điển gia nhập, và bây giờ NATO đã trở thành gần như một khối, chỉ còn có khoảng chừng 3-4 nước lẻ tẻ ở giữa là chưa phải là thành viên của NATO thôi. Cái biên giới của NATO thì nó cũng đã mù kéo dài lên phía Bắc. Và trong cái cuộc họp thượng đỉnh này, một cái chuyện cũng gay cấn lắm là Ukraine cũng nộp đơn muốn xin gia nhập của NATO. Bên NATO thì cũng hứa là sẽ cứu xét, nhưng thực sự thì cái phiếu đó kể như là phiếu phiếu no, họ chỉ hứa suông vậy thôi chứ họ không có một cái kế hoạch cụ thể nào hết. Và cái thực tế đó thì không có nước NATO nào dám nhận Ukraine vô NATO cả. Tại vì một chút ở đây mình sẽ nói nhiều chi tiết về cái trách nhiệm và nghĩa vụ của những thành viên NATO với nhau. Thì đó là bên Ukraine thì họ nói là họ thất vọng. Bù lại họ cũng được một cái gói viện trợ cũng khá lắm từ những cái nước G7. Nên có lẽ là cái hội nghị này đó thì mọi người đều vui vẻ hết, ai cũng có được một cái quà gì đem về nhà. Vâng, cảm ơn cái phần là tóm tắt vừa rồi của anh Bình. Và kính thưa quý khán giả, qua cái điều mà vừa mới chia sẻ, chúng ta thấy đó là cái cuộc gặp gỡ ở tại
thượng đỉnh NATO này đó, nó có một số những cái hồ sơ mà cần phải được giải quyết, thì theo cái thứ tự ưu tiên thì chúng ta đều biết đó là Thụy Điển coi như là chính thức được gia nhập vào trong NATO, và cái điều này thì Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn từ hồi năm ngoái, Phần Lan đã được rồi nhưng mà Thụy Điển thì lần này mới được chấp nhận từ phía bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên còn một vài thời gian ngắn nữa thôi, là vì đương nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ quốc hội của họ sẽ phải họp để phê chuẩn, nhưng cái việc này chắc chắn là nó sẽ xong. Thì đấy là về Thụy Điển. Nhưng mà đối với lại Ukraine ấy, thì nó là một vấn đề phức tạp khác. Đây là cái điều mà có lẽ chúng ta sẽ mổ xẻ thêm những cái chi tiết liên quan tới Ukraine. Từ năm 2008 họ đã có cái yêu cầu để xin được gia nhập vào NATO, và lúc đó họ cũng đã được hứa là sẽ được cứu xét, nhưng mãi cho đến ngày hôm nay và kể cả sau khi mà Nga tấn công vào Ukraine, xâm lăng Ukraine đó, thì trong mấy tuần lễ vừa qua thì ông Tổng thống Zelensky đã tìm mọi cách để đi vận động, và họ đã được một số các quốc gia, đặc biệt như là Ba Lan, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý là cái điều mà Ukraine gia nhập NATO là cái điều kiện, là một cái điều mà rất là cần thiết trong cái lúc này. Tuy nhiên, có hai quốc gia mà tỏ ra dè dặt hơn, đó là Đức và Hoa Kỳ. Thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ những cái lý do gì khiến cho cái việc Ukraine trở thành thành viên vào ngay trong cái lúc này gặp khó khăn, và triển vọng trong tương lai nó sẽ như thế nào? Xin mời anh. Nó có mấy lý do chính đó. Cái lý do thứ nhất mà mọi người không ai dám nói ra là vì cái quy chế thành viên của NATO nó cũng giống một cái lời thề, một cái lễ mà cắt máu ăn thề chứ không phải là chuyện giỡn. Vì trong trong cái hiến chương của NATO cái điều 5 đó, nó một câu rất đơn giản là bất cứ nước nào mà bị tấn công thì kể như là NATO bị tấn công. Cho nên nếu một thành viên mà bị tấn công thì tất cả mọi nước, không phải là ủng hộ, không phải là viện trợ quân sự, mà là tất cả mọi nước đều phải tham gia bảo vệ thành viên đó. Có nghĩa là máu của lính Mỹ, Đức, Anh, Pháp sẽ phải đổ máu ở Ukraine nếu mà họ cho Ukraine gia nhập. Có phần đông người Mỹ họ không cảm thấy cái đó, chúng ta cũng không cảm thấy cái chuyện này hàng ngày. Nhưng mà hiện giờ Mỹ đang có cái lời thề đó đối với những quốc gia ở Baltic, ở Ba Lan, ở Romania, đối với người dân ở những nước đó. Và có mấy ngàn quân Mỹ đang đóng ở Ba Lan, họ là những con tin mà. Nếu mà Nga tiến quân vào Ba Lan thì lính Mỹ sẽ, trong đó có con cháu của người gốc Việt của mình đó, người Mỹ gốc Việt đều sẽ phải đi qua Ba Lan để bảo vệ, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ Ba Lan. Cho nên đó là một cái lời gọi là thề ước, nó quan trọng. Thì cái thực tế là gì? Các nước Anh, Pháp, Mỹ đều sợ phải đưa con em của mình ra chiến đấu ở Ukraine. Trong cái cuộc chiến vừa rồi đã cho thấy rõ, người dân Mỹ thì đa số ủng hộ Ukraine, người Việt, người Mỹ gốc Việt mình cũng vậy. Nhưng không ai dám nghĩ đến chuyện mà đưa con của mình qua chiến đấu để bảo vệ cho nước Ukraine. Cho nên đó, một khi mà mở cửa để đón Ukraine vô trong NATO, thì cái lời hứa đó, cái lời cam kết nó sẽ áp dụng đối với Ukraine và các nước NATO, và cho những nước mà rất là hăng như là Ba Lan. Chứ còn các nước còn lại đó đều ngán cái chuyện đó. Vì cái cuộc chiến ngày hôm nay nếu mà chấm dứt, trong tương lai cũng có thể là Nga sẽ đánh vào Ukraine nữa, hoặc là Ukraine với Nga sẽ gây nhau nữa, và NATO không muốn bị vướng vào cái vòng này. Cho nên là họ không dám mở cái quy chế đó ra. Và bên Ukraine đó, thì họ mới phân biệt, họ cứ nói là tại sao Ba Lan vô được, các nước Baltic vô được mà chúng tôi không vô được. Thì nó phản ánh một cái thực tế nữa là giữa Nga và NATO cần có cái vùng gián độ, để mà muốn cho có hòa bình lâu dài luôn thì cần có cái vùng chế độ ở giữa Nga với NATO để cho hai bên yên ổn với nhau. NATO đã lỡ lấn vô ba nước vùng Baltic rồi, thì bây giờ chỉ còn cái vùng chế độ duy nhất, như quý khán giả có thể thấy trên bản đồ, Ukraine và Belarus. Hai nước này phải là hai nước không liên kết để mà cho Nga cảm thấy được yên tâm. Vì những người lãnh đạo của Nga sau Putin cũng vậy, họ cũng cần có cái không gian này để cho nước Nga thở được. Cho nên không, người ta không nói thẳng ra được, nhưng mà Belarus và Ukraine thì mãi mãi sẽ không làm cái chế độ này. Thì đó là cái thực tế mà thành ra cái quyết định của ông Biden không ủng hộ cho Ukraine gia nhập là một quyết định sáng suốt hay không. Cho dù là ông Trump hay bất cứ tổng thống nào của Mỹ cũng sẽ phải quyết định như vậy thôi. Không thể nào hy sinh cái sinh mạng của lính Mỹ, người dân Mỹ để bảo vệ một cái vùng xa xôi như vậy. Thì bù lại đó, bên Ukraine đó, họ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Cho nên
lúc mà quyết định của NATO vừa mới ra trong cái thông cáo đó, ông Zelensky, ông cũng là một những khách danh dự được mời đến dự mà. À, thì ông tỏ bất mãn ngay ngày đầu, nhưng mà qua ngày hôm sau là vui vẻ trở lại liền, là vì các nước NATO họ cũng hứa một cái gói viện trợ khổng lồ nữa. Cho nên bên Ukraine họ đã biết là họ chuẩn bị tinh thần, họ biết là họ cái vị trí địa lý của họ đó sẽ phải đứng ngoài cửa của Ukraine, nhưng mà họ sẽ có đầy đủ vũ khí để mà bảo vệ cho họ. Thì nó cũng giống như mình có một cái người hàng xóm cần mình giúp đỡ nhưng mình không dám cho ông hàng xóm nó mua cái nhà cứ đứng ngoài cửa, nhưng mà cần cái gì đó thì mình cứ giúp đỡ hết, miễn là đừng mua nhà mà thôi. Thì đó là cái thực tế của NATO. Vâng, để tiếp lời với anh Bình thì tôi nghĩ rằng là nó có thêm một số những cái lý do nữa mà tôi cũng xin góp thêm vào đây đó. Đầu tiên là vì hiện nay nó đang có cái cuộc chiến xảy ra giữa Nga và Ukraine. Nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO thì lập tức nó sẽ thành cuộc chiến giữa Nga và NATO ngay lập tức. Và nếu như vậy đó thì rõ ràng là có thể nó leo thang thành một cuộc chiến mới mà không biết chừng có thể là một cuộc chiến nguyên tử. Cho nên cái đầu tiên đó là trong cái hoàn cảnh này đó thì rất khó để mà NATO có thể chính thức tuyên chiến với lại Nga trong cái lúc này. Và vì vậy cho nên cái việc mà đang đưa một cái quốc gia đang có chiến tranh vào trong NATO đó là một cái điều mà từ xưa đến nay đã NATO họ đã không làm. Cho nên nếu Thổ Nhĩ Kỳ, xin lỗi, nếu mà Ukraine muốn trở thành đó thì cũng phải sau khi cuộc chiến đã chấm dứt thì lúc đó người ta mới tính tới được. Thì đó là cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là nó gặp một số những cái trở ngại về mặt kỹ thuật đó. Cái điểm thứ hai đó, lẽ dĩ nhiên là các quốc gia khi mà họ thành lập cái khối NATO đó thì những quốc gia nào mà nằm gần với Nga đó thì cái mối đe dọa nó nhiều hơn, nhưng mà không phải vì cái lý do là vì họ ngại cái chuyện chinh chiến ở các quốc gia khác, nhưng mà vì đó là cái quyền lợi chung của tập thể. Là vì khi mà có cuộc chiến nổ ra đó, ngay cả ngành Ukraine ngày hôm nay đó, nếu không làm gì đó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đến các quốc gia xung quanh, kể cả Ba Lan rồi đến cả Đức nữa, và tất cả các quốc gia còn lại đều có thể bị ảnh hưởng. Cho nên khi mà nói tới cái việc bảo vệ một cái phần đất nào trên Âu Châu đó thì đó là cái quyền lợi chung của tập thể của cả các cái quốc gia trong cái khu vực đó. Và ngay cả khi Hoa Kỳ mà là một thành viên của NATO đó, từ khi sau đệ nhị thế chiến đó, thì cái lý do chính là gì? Cũng là vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà thôi. Khi mà phải đưa quân đội hoặc là đưa tài sản kể cả vũ khí vào Âu Châu trước đây đó, trong cái đệ nhị thế chiến đó và sau đệ nhị thế chiến đó, cũng lại là vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà nhìn rộng hơn đó về mặt địa chính trị đó thì không nhất thiết là Hoa Kỳ ngại cái việc là cho quân đi tham chiến, vì Hoa Kỳ đã từng đưa quân đi tham chiến ở rất nhiều các quốc gia, và thậm chí cho đến năm vừa rồi mới rút quân ra khỏi Afghanistan. Cho nên cái việc mà tôi nghĩ rằng là quan trọng hơn cả ở đây đó, tất cả cũng trên cái quyền lợi của quốc gia đó, và nhìn rộng hơn là cái quyền lợi chung của cả thế giới, khi mà bất cứ một cái nơi nào đó có thể bị ảnh hưởng thì nó có thể ảnh hưởng tới cái quyền lợi của chính mình. Đó là lý do mà tôi cho rằng sâu xa khiến cho ngày hôm nay Hoa Kỳ và Đức cũng tỏ ra khá là dè dặt. Đầu tiên họ không muốn có cái cuộc chiến trực tiếp với Liên Xô hay là với Nga ngày hôm nay, Liên Xô trước đây, và kế tiếp là phải giải quyết những cái vấn đề của mình trước đã. Thì đấy là một vài cái chi tiết. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì đào đi xa hơn nữa đó thì chúng ta cũng thấy ở đây đó là trong cái lần họp ở tại NATO vừa rồi đó thì đã có một số những cái chuyển động mới khiến cho Ukraine họ cảm thấy yên tâm hơn. Nó không phải là cái chuyện lời hứa suông cách này mấy chục năm từ năm 2008 nữa, là vì trong cái tiến trình để thành lập đi tham gia vào đó, Ba Lan, xin lỗi, Phần Lan và Thụy Điển đó, họ đã được rút ngắn lại, tức là họ không phải trải qua cái giai đoạn mà tiếng viết tắt của chữ MAP đó, tức là những thành viên phải có một số những cái chuẩn bị, thỏa một số những cái điều kiện và sau đó sẽ được cứu xét để mà gia nhập. Cái giai đoạn đó nó mất khá nhiều thời gian, thì chính Thụy Điển cũng như là Phần Lan vừa rồi đã không phải giải quyết cái nhu cầu đó. Thì lần này nếu tôi không lầm thì một trong những cái điều mà Ukraine có thể đạt được, có được đó là họ cũng phải không phải đi qua cái tiến trình đó. Và bên cạnh đó thì những cái lời hứa quan trọng mà Ukraine cần ngày hôm nay đó là vũ khí. Cái đó thì giống như anh Bình nói đó, họ đã nhận được rất nhiều những cái lời hứa, và kế nữa đó là sẽ có những cái buổi thảo luận cụ thể
để làm thế nào có thể củng cố được hệ thống quốc phòng của Ukraine về vấn đề quân sự, về vấn đề đào tạo, về vấn đề hệ thống quốc phòng, và nó có cái mối liên lạc cần thiết giữa Ukraine và các quốc gia ở trong khu vực. Thì đấy nó là một vài cái sự kiện mà nó có thể giúp cho Ukraine cảm thấy yên tâm hơn trong cái việc mà được cái sự hỗ trợ của NATO ngày hôm nay. Đến đây thì tôi lại thấy có một cái chuyện mà tôi muốn mình đi thêm một bước nữa, đó là trong cái lần này đó thì có bốn quốc gia được mời tham dự như là khách mời, và bốn quốc gia này không phải ở Âu Châu, đó là Nhật Bản, Nam Hàn, Úc Châu và Tân Tây Lan, New Zealand. Và Tổng thống Nam Hàn ông Yoon, ông Thủ tướng Kishida của Nhật Bản, cũng như là ông Thủ tướng Úc và Thủ tướng của New Zealand đã có mặt trong cái cuộc gặp gỡ này. Và đặc biệt là riêng Nhật Bản đó, thì đã có những cuộc gặp gỡ riêng, họp riêng với lại ông Tổng thư ký NATO, và cũng có một số những cái bước phác thảo mới. Đây là một câu hỏi mà tôi cho rằng là nhiều các nhà quan sát cũng đã suy nghĩ đến, là lý do gì mà cái tổ chức NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương lại quan tâm tới cái tình hình ở tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Và không những vậy, trong cái phần mà thông cáo chung đó thì cũng có nhắc đến cái tình hình ở tại châu Á Thái Bình Dương, mặc dù không có nêu tên Trung Cộng rõ ràng, nhưng mà rõ ràng họ cũng nêu ra một số những cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta đang trông thấy ở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương do cái sự bành trướng của Trung Cộng. Thì anh Bình nghĩ như thế nào về cái việc nó không phải là thực sự mở rộng, nhưng mà rõ ràng là cái mối quan tâm của NATO ngày hôm nay nó không chỉ khu trú ở trong cái phạm vi của Âu Châu nữa, mà nó bắt đầu nhìn ra cái vấn đề rộng lớn hơn ở tại cái khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xin mời anh. Một lần nữa thì đây là cái khối NATO, cả lục địa Âu Châu và hai nước ở Bắc Mỹ. Thì nói đến NATO, cái sự quan tâm của NATO ở Á Châu, thật ra thì trong số 31 thành viên này, kể cả Thụy Điển là thành viên mới nhất, thì có lẽ có khoảng chừng 5 nước thực sự quan tâm đến tình hình ở Á Châu, Thái Bình Dương. Trong đó có Mỹ, Canada, có Anh. Nên những quốc gia mà quan tâm đó, còn những quốc gia như là ngay cả như Ý, Ba Lan thì đương nhiên là họ vẫn cái ưu tiên số 1 của họ cũng mới họa bên Nga rồi, Romania, những quốc gia Đông Âu đang nghèo đói rồi còn muốn đón Trung Quốc vô để làm ăn nữa. Thì như vậy thì đa số thành viên của NATO đó họ không có một cái ưu tiên gì, không họ không thể quan tâm đến chuyện Thái Bình Dương được, tại vì nhất là những nước Đông Âu họ đang sống với cái mối họa của Nga. Nhưng mà có một số thành viên của NATO, trong đó có Mỹ và Canada, thì muốn NATO dành thời gian, năng lực cho vùng Á Châu, Thái Bình Dương nữa. Và Mỹ mới đi kéo Nhật và Nam Hàn mời đến để mà thứ nhất là cho hai nước này, Úc, Tân Tây Lan nữa, được có dịp sinh hoạt với các nước Âu của NATO để mà học thử coi sau này có thể nào có một cái liên minh tương tự như vậy ở vùng Á Châu, Thái Bình Dương không. Thứ nhì là cũng muốn thuyết phục những thành viên còn lại của NATO là coi chừng sau này có một cái họa ở bên Á Châu nữa. Đó là cái mà họ muốn. Còn thực tế có làm được hay không? Mình nên nhìn vào một cái một nó ở đây nó có một cái biểu đồ mà làm nên chia cho quý khán giả tham khảo. Thì đây là tài liệu của NATO họ công bố ra ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO, nhất là những quốc gia mà lớn nhất, giàu có nhất. Đây là cái ngân sách quốc phòng của năm 2022, là sau khi cuộc chiến ở Ukraine nó bắt đầu rồi, tất cả những nước Âu Châu đều tuyên bố là ông chúng tôi bây giờ phải làm tròn bổn phận, phải lo bảo vệ cho Âu Châu. Nhưng mà trong ngân sách quốc phòng của năm 22 thì chỉ có một vài nước, như trong đó có Mỹ. Nước Mỹ là cái nước mà phải nói là chịu cái gánh nặng lớn nhất ngân sách quốc phòng so với lại cái GDP đó, thì của ngân sách quốc phòng của Mỹ là 3.5% GDP. Ngân sách quốc phòng của Ba Lan, một nước nghèo nhưng mà họ cũng làm tròn bổn phận của họ. Anh cũng làm được. Nước Pháp là một nước nói rất nhiều, lúc nào cũng tuyên bố khắp thế giới nhưng mà rốt cuộc cái ngân sách quốc phòng của họ chưa được đến 2%. Đây là cái lời cam kết giữa các nước NATO với nhau mà nước Pháp, một cường quốc như vậy cũng chưa làm đúng bổn phận. Rồi đến Đức thì chỉ có 1.5% của GDP thôi. Mà trong khi đó Đức đó là một nước quốc gia mà nguy hiểm nhất, đứng ở mũi chịu sào Âu Châu. Thành ra mình chỉ nhìn những con số này thôi thì mình biết là cái khả năng của NATO nó như thế nào.
ngay cả cái biên cương ở Đông Âu mà họ còn chưa bảo vệ được thì làm sao mà họ có thể làm được cái gì thêm ở vùng Á Châu Thái Bình Dương? Nếu có thì chỉ hy vọng hai nước Bắc Mỹ và bên Âu Châu thì có một nước duy nhất mà có khả năng đó là Anh, và cũng có được cái ý chí đó. Thành ra chỉ hy vọng ở ba nước này, còn những nước còn lại NATO đó thì họ có thể là một cái gương, đối với vùng Á Châu Thái Bình Dương thì họ có thể làm cái kinh nghiệm tốt để sau này có thể xây dựng cái liên minh nào tương tự như vậy, chứ đừng có hy vọng là họ sẽ tham gia gì thêm. Nếu mà Nhật với Nam Hàn có hy vọng họ sẽ bị thất vọng. Đấy cũng là một trong những cái nhận định, nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy nó như thế này. Nếu chúng ta còn nhớ đó, thì chính ông Tổng Thư ký NATO đó, tháng trước ông đã qua Nhật Bản và đã dự trù là trong năm nay có thể sẽ có một cái văn phòng liên lạc của NATO ở tại Nhật Bản. Và đấy là một trong cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là nó không đơn thuần là cái chuyện thuyết phục lẫn nhau, mà có lẽ họ cũng phải nhìn thấy được là cái mối hiểm họa trong tương lai đó, mà Nhật đã từng nói đi rất nhiều lần đấy, là những chuyện gì đang xảy ra ở tại Ukraine đó, thì trong tương lai nó có thể xảy ra ở tại cái vùng châu Á Thái Bình Dương, và đặc biệt là cái vùng Đông Bắc Á, nếu mà nói rõ hơn thì chính là Đài Loan. Và vì vậy cho nên cái mối đe dọa đó, Ukraine ảnh hưởng đến toàn thế giới, thì cái mối đe dọa của Đài Loan trong tương lai nó cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Và vì vậy cho nên cái việc mà NATO đó quan tâm đó, nó cũng là cái điều cần thiết. Và đồng thời bên cạnh đó chúng ta cũng thấy đó là Nhật Bản, Nam Hàn, Úc và Tây Lan đó, nó là một cái quốc là những cái quốc gia mà nằm trong cái khu vực mà trách nhiệm trực tiếp, cho nên họ hẳn nhiên sẽ phải có nhiều cái quan tâm hơn, và nó đã có những cái mối liên hệ về mặt liên minh quân sự giống như là AUKUS giữa Nhật Bản, Mỹ và Anh, cũng như là trong tương lai hy vọng là Quad có thể là mở rộng thêm và có thêm Nam Hàn nữa. Nhìn chung mà nói đó thì tôi nghĩ rằng là cái điều mà các quốc gia ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương mà họ lo lắng đó, và lẽ nhiên họ cần đến cái sự quan tâm của NATO đó, là vì cho đến ngày hôm nay duy nhất NATO là một quốc gia mà có cái liên minh, là một cái tổ chức liên minh quân sự ở trên thế giới mà có cái khả năng để có thể đối phó với những cái gì lớn tầm vóc thế giới mà có thể xảy ra trên thế giới. Thì đấy nó là một trong những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là trong tương lai có thể dần bước từng bước một nó sẽ định hình một cái thế trận mới ở tại khu vực mà NATO có thể phần nào cũng tham dự đến. Ngay cả nước Đức chẳng hạn, họ cũng đã hứa là sẽ gửi tàu chiến đến Nhật Bản, và trong tương lai có thể sẽ tham gia với cuộc tuần tra ở tại cái vùng Biển Đông. Tóm lại đó, thì đây nó là một trong những cái sự kiện mà theo tôi nghĩ từng bước một nó đã định hình một cái thế trận mới, vừa nhằm để giải quyết cái vấn đề của Âu Châu, mà đồng thời nhìn xa hơn để có thể mong giải quyết được hay là tạo được một cái thế trận mà có thể có cái năng lực răn đe đủ lớn để mà ngăn chặn những cái việc mà nó có thể xảy ra ở tại châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là trong khu vực Biển Đông cũng như là ở Đài Loan hay là cái vùng biển Hoa Đông. Đấy là cái tình hình mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả, liên quan tới cái cuộc họp thượng đỉnh NATO vừa rồi, mà hẳn nó cũng đã cho thấy một số những cái chiều kích mới mang cái tính địa chiến lược lớn của thế giới. Đến đây thì kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ phải bước sang một cái đề tài kế tiếp, và có lẽ nó cũng sôi nổi không kém, và chắc chắn là nó vẫn còn nhiều hứa hẹn trong những cái tuần lễ trước mặt. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến cái cuộc bầu cử ở tại Thái Lan mà chúng ta đã nói đến cách đây mấy tuần lễ liên quan tới cuộc bầu cử Hạ viện. Thì ngày hôm nay nó có một số những cái chuyện xảy ra ở tại Thái Lan mà tôi muốn là nhân cơ hội này để mang cái tin tức này đến cho quý khán giả, để xin anh Bình có thể tóm tắt lại để cho biết là cái cuộc bầu cử ở Thái trong những cái tuần lễ vừa qua và cho đến ngày hôm nay đó thì nó diễn tiến như thế nào thưa anh? Từ ngày mà bầu cử đến giờ, từ ngày 14 tháng 5 cho đến tuần này thì đã hơn 2 tháng bầu cử xong xuôi rồi mà vẫn chưa có một chính quyền mới ở Thái Lan, là vì còn có nhiều cuộc vận động chính trị đằng sau. Thì cái đảng Pita, tức là đảng cái phong ông Pita là người lãnh đạo cái đảng Tiến Lên đó, là đảng đối đảng thắng được nhiều phiếu nhất nhưng mà cũng chưa được đa số, thì ông đã lập được một cái liên minh cùng với đảng Phơ Thai và bốn cái đảng đối lập khác, một liên minh 6 đảng, tổng cộng có được 311 cái ghế dân biểu trong số tổng số 500 dân biểu ở Hạ viện. Trong một cái quốc gia bình thường
thì ông Pita sẽ làm thành lập chính phủ vì ông có được đa số phiếu rồi và sẽ là người lãnh đạo Thái Lan. Nhưng mà hiến pháp của Thái Lan có một cái quái gở, đó là ngoài cái hạ viện nó còn có một cái thượng viện 250 người nữa. Và hai viện ngồi lại với nhau thì mới bầu được thủ tướng. Cho nên cái người thủ tướng nó cần phải được đa số phiếu của 750, tức là 376. Một người vừa mới từ chức ngày hôm trước khi bầu cử, cho nên bây giờ con số là 375. Thì ông Pita trong cuộc bầu cử đó đã được 324 phiếu, chưa đủ con số 375. Cho nên theo hiến pháp của Thái Lan thì vẫn chưa được. Nghĩa là Thái Lan, ông là người ứng cử viên duy nhất mà không có đủ phiếu, thì ra Thái Lan vẫn chưa có thủ tướng mới. Và nó sẽ gây ra một cái cuộc một đây là một cái biến cố quan trọng, là vì cái liên minh này, 6 đảng đối lập, họ chiếm được hơn 60% số ghế trong Hạ viện, là những dân biểu, đây là những người mà do dân bầu ra. Cho nên cái kết quả của cử tri thì rõ ràng là đã ủng hộ cho cái liên minh này rồi. Và trong một cuộc bỏ phiếu thì cái liên minh này, PITA được 324 phiếu, 182 phiếu chống và 199 phiếu, 199 người bỏ phiếu trắng. Số này hầu hết đó là những người thượng nghị sĩ, và những người này không được dân bầu, họ là do quân đội bổ nhiệm sau cái khi hiến pháp được công bố ra và được bổ nhiệm vào năm 2019. Họ không phải dân bầu, cho nên là họ không có phải đi theo, họ cảm thấy là không phải không đi theo ý dân, không cần phải đi theo ý dân. Và trong trường hợp này họ là bỏ phiếu ngược lại, tuy là mỗi nó là một phiếu trắng, nhưng mà trong hiến pháp nó cũng có một cái điều quái gở nữa là số phiếu trắng nó vẫn tính vô trong cái tổng số phiếu. Cho nên cho dù là ông Pita cũng được đa số phiếu thuận, nhưng mà vẫn chưa đủ. Nếu mà tính được phiếu trắng nữa thì vẫn là thiểu số. Thành ra sau cuộc bầu cử đầu thì vẫn chưa kết quả, thì đến ngày 19 tuần tới này họ sẽ họp lại và bầu, và nó có thể nó sẽ gây cuộc khủng hoảng chính trị lâu dài. Thế nào? À, cảm ơn cái tóm tắt vừa rồi của anh Bình. À, kính thưa quý khán giả, chúng ta có thể nhìn thấy được ngay đó là bức tranh liên quan tới cái cuộc bầu cử vừa rồi của Thái Lan. À, một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là mình cần phải nhấn mạnh ở đây đó là Thượng viện 250 ghế đó, thì đây là những người được bổ nhiệm bởi quân đội, bởi cái chính quyền trước đây đã làm đảo chánh, mà ông Prayut đó là cái người thủ tướng đó, tức là người tướng lãnh của quân đội mà làm đảo chánh đó, từ năm 2006 cho đến nay đó, họ cầm quyền đó, và họ bổ nhiệm 250 người làm thượng nghị sĩ, và hẳn nhiên là đó là những người mà bỏ phiếu cho quân đội, và vì vậy cho nên họ không đồng ý bỏ phiếu cho cái ông Pita hay là cái đảng phiêu thái, tức là hai cái đảng mà coi như là đối lập đó. À, một cái điểm mà đặc biệt nữa là trong cái cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ tư vừa rồi đó, thì giống như anh Bình nói là phiếu trắng, nhưng mà thực ra là họ vắng mặt luôn chứ họ không có đến bỏ phiếu nữa, tức là coi như là vắng mặt Có 45 người ạ, không đến luôn, đó, cố ý họ ở không nhà. đến, và có chỉ có duy nhất người ta ghi nhận được đó là bên cái phía của ông Pita đó chỉ nhận được có 13 phiếu thôi, là trong số 250 người đó chỉ có 13 phiếu là của Thượng viện, tức là được bổ nhiệm, nhưng mà họ cũng còn nhìn ra được cái yêu cầu của người dân cho nên họ bỏ phiếu. Nhưng mà vì vậy cho nên là ông Pita mở nắm ngoặc kép là người được dân tín nhiệm nhiều nhất, nhưng mà vẫn không thể nắm được cái vai trò gọi là thủ tướng của nước Thái, và vì vậy cho nên cái ông thủ tướng đương nhiệm ngày hôm nay đó sẽ tiếp tục ở lại để mà cầm quyền cho đến khi nào có thủ tướng mới. Mặc dầu là cái ông thủ tướng hiện nay là cái người mà là tướng lãnh làm cuộc đảo chánh đó, thì ông ta tuyên bố là ông ta về hưu sau cái cuộc nếu mà có vị thủ tướng mới, nhưng mà dĩ nhiên là cái quyền lực của ông ta vẫn còn nguyên đó, và cái lực lượng quân đội mà chúng ta biết là trong lịch sử từ xưa đến giờ của Thái Lan đó là đã có bao nhiêu cuộc đảo chánh, và quân đội luôn luôn là cái người đứng lên làm cuộc đảo chánh và cầm quyền. Đấy là những cái chuyện nó đã và đang xảy ra. Đến đây đó thì người ta không biết là chuyện gì nó sẽ đến, mặc dầu trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó thì duy nhất là ông Pita là cái người ra ứng cử thủ tướng, còn tất cả những người còn lại thì không, cho nên là ông ta là người duy nhất, nhưng mà ông ta vẫn không được đa số phiếu. Thế thì dự chù là sẽ phải một tuần sau nữa, nếu tôi không lầm đó, thì sẽ có một cuộc bỏ phiếu khác, và đến đây đó thì người ta không biết là ai sẽ là cái người sẽ ra
Ông Pita thì ông ta nói rằng là ông ta là cái người mà vẫn tôn trọng kết quả nhưng mà ông ta vẫn không bỏ cuộc. Thì mình không biết là chuyện gì xảy ra. Đến đây thì tôi xin mời mình có thể rõ hơn Pita là ai vậy và cái quan điểm của ông ta như thế nào. Và nếu tôi không lầm thì ngay một ngày trước khi có bỏ phiếu đó thì cái ban tổ chức bầu cử đó đã đưa ra hai cái cáo trạng trong Pita và nộp cho tối cao pháp viện của bên Thái Lan. Thế thì nó là cái gì vậy và nó có ảnh hưởng gì không đến cái cuộc bầu cử lần này? Xin mời anh. Pita thì là cái tên là cái tên đầu của ông thôi, còn cái họ thì nó dài lắm, tiếng Thái là Limcha Vo. Thật sự đây là một cái cậu thanh niên, vẫn mới có 43 tuổi và là một nhà lãnh đạo phải nói là trẻ nhất ở Thái Lan, cũng như trẻ nhất ở Á Châu, và là một những người lúc ban đầu chỉ là thành viên, không phải là cái người sáng lập cái phong trào mà tiến lên, nhưng mà rồi sau đó thừa kế người sáng lập, và trong 3 năm vừa rồi đã đưa cái đảng là trở thành đảng đối lập thành công nhất ở Thái Lan qua mặt cả Phil Thai. Cái đảng tiến lên đằng sau nó là cả một cái phong trào quần chúng mà đại đa số là những người trẻ, do những người trẻ thành lập và lãnh đạo luôn. Trẻ ở đây tức là dưới 45, cho nên nó trong cuộc bầu cử vừa rồi nó tạo cái cuộc động đất chính trị ở Thái Lan, khắp cả Đông Nam Á, và họ coi họ là những người đại diện cho cái thế hệ mới của Thái Lan. Và trong những cái quan điểm về xã hội, về pháp lý, về kinh tế của họ nó cũng cấp tiến lắm. Một những cái chuyện mà gây ra xung đột giữa họ và những người bảo thủ là họ muốn đổi tu chính hiến pháp của Thái Lan để mà xóa đi cái tình trạng quái gở này, một cái thượng viện không phải do dân bầu ngồi lại chọn thủ tướng. Đó là điều đầu tiên mà bên phía quân đội thôi kỳ nhất. Cái điều thứ nhì là họ muốn, lúc đầu họ muốn xóa đi những cái đạo luật về chuyện mà cái tội phạm thượng ở Thái Lan. Thái Lan là một quốc gia quân chủ lập hiến nhưng mà vẫn còn bị một cái vướng vào một cái tàn dư của dân, của cái chế độ quân chủ, là vẫn còn cái chế độ mà cấm phạm thượng, có những người bị bắt đưa vào tù về hình sự luôn, về cái tội mà phỉ báng nhà vua hoặc là hoàng hậu hoặc hoàng gia. Thì cái phong trào này họ muốn xóa đi cái luật đó. Sau cái ngày bầu cử đó thì qua những cái cuộc thương lượng với các đảng đối lập mà ôn hòa hơn thì họ cũng dịu xuống, họ không đòi xóa đi cái luật đó, họ chỉ muốn sửa lại cái luật thôi để giảm những cái bản án, cái hình phạt đó, thay vì nó lên đến 5, 10 năm tù thì họ muốn giảm xuống cho nó nhẹ để cho nước Thái Lan được trở thành văn minh hơn đi vô thế kỷ 21. Thì chính vì những cái đề nghị mà cấp tiến như vậy cho nên bên phía bảo thủ ở Thái Lan họ sợ cái phong trào này, và họ sợ cả cái liên minh này luôn, cái liên minh 6 đảng đối lập này, họ sợ là họ cái liên minh này nắm quyền thì sẽ có nhiều cái thay đổi và đụng đến quyền lợi của họ. Cho nên cái biến cố ngày 13 vừa rồi ấy, thì nó cũng là một cuộc đảo chính ôn hòa chứ không phải không. Tại sao mình nói là đảo chính? Là vì một thiểu số 250 người không phải do dân bầu mà họ đã làm ngược lại với cái ý chí của người dân sau một cuộc bầu cử. Rõ ràng là một cái liên minh cả 6 đảng đã thắng cử, phe đối lập thắng cử lớn, mà cái nhóm 250 người này họ cản lại được quyết định của người dân, thì nó cũng là một cái loại đảo chính nhẹ. Họ nhân danh là họ muốn bảo vệ cho hoàng gia, và cái quan trọng là hiện giờ một những cái nhân vật rất là quan trọng trong cái biến cố này đó là ông vua Thái Lan, mà ông cứ im lặng hoài. Ông im lặng tức là trong bụng cũng mong là sẽ có một những người nào đó đứng ra bảo vệ quyền lợi giùm cho mình. Ông vua Thái thì năm nay đã 70 rồi. Từ ngày là ngồi đến giờ cũng hơn chục năm thì ông cũng không quan tâm gì đến chuyện chính trị hết. Chẳng bao giờ thấy ông quan tâm gì đến cái chuyện mà quốc gia đại sự gì hết. Nhưng mà mỗi lần đụng đến quyền lợi của hoàng gia đó thì ông lại bắt đầu ra mặt. Thì trong suốt từ ngày bầu cử đến giờ, trong suốt cuộc tranh cử cũng như là 2 tháng vừa rồi, ông im lặng không nói gì hết, nhưng mà ông cũng không có binh vực, lên tiếng binh vực cho những cái đảng đối lập. Nếu một vị vua đàng hoàng ở nước Anh chẳng hạn hay là ở Nhật đi mà thấy một cái biến cố như vậy, có thể nó dẫn đến một cái cuộc khủng hoảng chính trị cho đất nước mình, thì người vua cũng phải lên tiếng kêu gọi những người thượng nghị sĩ nghe theo cái nguyện vọng của dân đi, đừng đi ngược lại ý dân. Nhưng mà ông vua cũng không lên tiếng bên vực nữa, tức là bên trong đó, ông có lẽ ông cũng thích cái vụ mà cản đường này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ có đựng tuần nữa để mà các bên thương lượng. Pita phải quay trở lại với cái liên minh 6 đảng đó và phải bình tĩnh coi lại
Bây giờ một một á, là thuyết phục thêm một hai đảng đang đối lập với mình, thuyết phục họ để mình kiếm thêm được 51 phiếu nữa thôi là đủ để thành lập một chính quyền danh chính ngôn thuận, rồi sau đó từ từ thay đổi hiến pháp sau. Hai đó là áp lực tìm được thêm 50 người thượng nghị sĩ nữa, hoặc là một nửa dân biểu, một nửa nghị sĩ mà vẫn còn có cái lương tâm, đương nhiên là cái đi kèm với quyền lợi nữa, quyền lợi và cái lương tâm của họ, họ dám đứng ra, họ xé hàng, họ ủng hộ cho cái chính quyền đối lập này. Thật sự bây giờ không còn là đối lập nữa, đây là chính quyền dân cử đó. Thì chỉ cần 50 người có thể là thuyết phục một đảng đối lập, một đảng hay một đảng nữa tham gia với cái liên minh này, và thuyết phục thêm khoảng chừng 20 người thượng nghị sĩ. À, trong một tuần tới này thì cái vai trò của Google quan trọng. Nếu ông không làm gì hết mà nó cứ bế tắc như vậy thì sẽ hai chuyện sẽ xảy ra. Một trong hai chuyện, cái liên minh này nó sẽ bị lung lay, đảng phơ thai có thể sẽ đi tìm một đồng minh khác, mà có tìm thì cũng khó lắm, tại vì đảng Tiến Lên không, họ đã có được khoảng 150 ghế, cho nên đảng phơ thai khó mà tìm được người đối tác nào, partner nào mà thay thế được. Hai đó là nó cứ bế tắc, bên phía bảo thủ họ đưa một ứng cử viên, họ đang đợi và họ đưa một ứng cử viên ra, và cái người đó mà được đa số vì có thượng viện ủng hộ thì cái người đó sẽ trên pháp lý sẽ trở thành thủ tướng mới của Thái Lan, nhưng sẽ không được người dân công nhận. Và nếu mà chuyện đó xảy ra thì bên quần chúng sẽ xuống đường và Thái Lan có thể nó trở lại cái tình trạng giống như hồi năm 2010, lúc mà hai phe áo đỏ và áo vàng kéo dài cả nửa năm chẳng hạn, và thị trường chứng khoán nó sẽ sụp đổ và an ninh của Thái Lan, tất cả những chuyện lộn xộn cho cả vùng Á Châu, Đông Nam Á luôn. Cho nên đó là cái trường hợp mà không ai muốn xảy ra. Thì ông vua này, ông không nào im lặng được. Nếu mà chuyện nó xảy ra được đó thì người ta sẽ chấp nhận. Đây nó quả là một cái vấn đề mà thách thức cho cái người dân Thái Lan và quân đội của Thái Lan cũng như là nhà vua Thái Lan. Kính thưa quý khán giả, và đúng như anh Bình vừa nói đó, tương lai của cái cuộc bầu cử này đó nó vẫn còn rất là bấp bênh. Nó còn một cái tội nữa mà được đem ra của ông Pita đó, mà đó là ông ta trong hiến pháp quy định là không được phép tham gia vào trong bất cứ một cái cơ quan truyền thông nào. Thì ông này từ 15 năm về trước ông ta có cổ phần ở trong một cái công ty truyền thông, nhưng mà cái công ty truyền thông đó nó đã ngưng hoạt động 15 năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn lôi trở lại và trở thành một trong cái cáo trạng. Đấy là sự kiện thứ nhất. Mình chờ xem. Cái việc thứ hai liên quan đến nhà vua ngày hôm nay của Thái Lan thì thưa quý khán giả, chúng ta không thể nói gì nhiều về cái ông vua này, là vì tục gọi của ông ta đó là dân Playboy, và hiện nay tài sản của nhà vua đó thì khoảng chừng đâu 3 4 tỷ đô la gì đó. Và trong cái giai đoạn mà có thể nói là ngặt nghèo nhất của nước Thái là khi mà cái dịch Covid đó xảy ra đó, thì ông ta mang cả bầu đoàn thê tử qua bên Đức để mà coi như là trốn dịch và sống một cách vương giả. Hẳn nhiên đã là vương giả rồi nhưng mà sống rất thoải mái, và khi mà hết dịch thì ông ta trở về nước, có thế thôi. Và ngày hôm nay là ông nắm một cái tài sản rất lớn. Đấy là những cái vấn đề lớn ngày hôm nay của Thái Lan, và chúng ta cũng sẽ chờ xem là sau cùng thì việc gì nó cũng sẽ đến. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi để mang đến cho tất cả quý vị. Vâng, xin chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, và xin kính chào tạm biệt, và xin hẹn với quý khán giả vào chương trình kỳ tới.